Chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn chào cả nhà nhé. Hôm nay là mùng 2 tháng 4, qua ngày nói dối mùng 1 tháng 4 đấy nha cả nhà. Thì lâu lâu rồi em không lên được video. Hôm nay em quay một cái video này open trên kênh để cho anh em biết là em vẫn đang còn hoạt động. Cũng thật sự xin lỗi cả nhà. Từ ra Tết đến giờ thì cái bông bạch tuyết nhà em nó nở nhiều quá. Nên thành ra là rất là nhiều khách, em không có thời gian để em quay được cái video nào để đăng lên cả nhà. Thì tất cả những anh, cô chú, anh chị đã đặt kỳ HO của em vào những cái lứa trước thì hiện tại bây giờ kỳ đã lên hết như này rồi nha cả nhà. Đã lên hết như này rồi nha cả nhà. Đây này. Đó. Đặt kỳ lúa non HO của em ấy từ lứa trước ấy. Bây giờ kỳ đã lên rất là đẹp rồi. Đây này. Đấy, kỳ đã lên rất là đẹp rồi. Đấy thì cũng đang cố là nuôi để cho ra rễ nhanh và đủ số sen để giao trả cho cả nhà vào đúng dự kiến là tháng 6 đến tháng 7. Đó, thì cũng mong cả nhà là cứ bình tĩnh nhá. Đừng có giục em để em còn nghiên cứu làm sao để cho nó ra dễ sớm để giao trả cho cả nhà. Đây này, những cái kỳ này. Đó. Kể cả là yên thủy hay cái gì cũng vậy, cứ đến ngày đến giờ giao kỳ cho cả nhà thì em sẽ có kỳ em giao cho cả nhà nhá. Đó, thì hôm nay nó cũng ít ít khách. Thành ra là em mới quay được cái video này. Để tiện qua đây cũng chia sẻ cả nhà luôn. Hôm nay thì em vẫn còn bạch tuyết nữa. Đây. Đây, 5 cái trắng bạch tuyết nhá. Mũi trắng tinh này. Đó. Đây còn bông nữa đang hé hé này. Đấy, hôm trước nở một bông ở đây đã ngắt đi rồi. Đấy, hôm nay còn vẫn còn một bông vẫn đang nở. Và cái số lượng kỳ 5 cái trắng bạch tuyết mà em nhận lúa non của cô chú anh chị ấy thì em cũng đã có đủ hết rồi. Có đủ để mà đợi nó lớn để trả cho cô chú anh chị hết rồi. Thì cô chú anh chị mà đặt kỳ lúa non 5 cái trắng bạch tuyết ấy thì cũng bình tĩnh nhá. Đây. Toàn bộ chỗ này là những cái chậu 5 cái trắng bạch tuyết ở vườn em để em chuẩn bị ok để trả cho cả nhà. Đó, có hoa, có mọi thứ có hết rồi. Cả nhà mua cây là nó yên tâm rồi. Còn cô chú anh chị thì cứ bình tĩnh. Đây, những cái kỳ này. Đó. Nó thắt ngọn nó lại để rồi. Đây, những cái kỳ này. Thì đang chờ kỳ nó lớn và nó có đủ rễ là để giao cho cả nhà thôi, kỳ này. Đấy. Thì hôm nay tiện qua cái video này thì trong vòng 1 2 ngày tới em sẽ làm một cái video hướng dẫn cả nhà làm rễ của kỳ nhá. Kích rễ cho kỳ ở trên thân nó đang ra đấy. Đó, để cho nó có rễ sớm để cả nhà có thể là cắt sớm được. Ở đây như chậu này là chậu Minh Châu. Đây là chậu Minh Châu. Thì Minh Châu thì em còn em trước cái video này em cũng chưa cân đối. Thì chắc là em sẽ còn được 2 đến 3 suất lúa non hồng Minh Châu. Thì cả nhà vui lòng liên hệ qua số điện thoại trên video cho em nhé. Đấy, 2 đến 3 suất lúa non hồng Minh Châu. Và cái việc chính ngày hôm nay là đặt lúa non HO. Đây. Thì em có một cái anh khách, anh ấy năm vừa rồi anh ấy mua một lô HO như này. Đó, thì bây giờ anh ấy muốn bán kỳ lúa non số lượng là 30 cái. Và kỳ thì em đã kích rồi nha cả nhà. Kỳ em đã kích rồi nha. Đây ở trên cái 30 cái kỳ là ở cái lô này. 30 cái kỳ đợt này em sẽ cho cả nhà đặt, sẽ bán hộ cho anh ấy là ở cái lô này 1 2 3 4 5 6 7 ở 7 cái chậu này. Đó, thì kỳ thì cũng chia sẻ với cả nhà là em kích nó đã nứt lên đây rồi. Sưng mắt lên đây rồi. Đây này, có những cây đã nứt lồi ra hẳn đây rồi. Đó. Đây. Đấy, kỳ đã lên hẳn như này rồi nhá. Thân cũng rất là đẹp. Rất là mập. Thì ở đây là nó có, đây này, những cái chậu này. Kỳ đã sưng hết lên đây rồi. Đấy thì em đã kích đây. Kỳ đã lên hết rồi nha cả nhà. Thì em sẽ nhận ở cái lô này là 30 cái. Đúng 30 cái nha cả nhà, không nhận hơn nha. 30 cái kỳ lúa non HO ở trên cái lô này nhận và bán hộ cho anh ấy. Thì giá của anh ấy đưa ra là 16 triệu trên một kỳ. Thì cũng mong luôn là cả nhà giá là rất hợp lý rồi. 16 triệu trên một kỳ và nuôi bao khỏe dễ là cắt kỳ trả mọi người. Khỏe dễ thì em cắt trả mọi người nha. Nuôi là 16 triệu, bán là 16 triệu một kỳ và khỏe dễ thì em giao. Và em là người trực tiếp đứng ra bảo hành mọi cái vấn đề về sai cây hay như thế nào là em là người trực tiếp đứng ra bảo hành.
Nói chung là em bán hộ cho khách, nhưng mọi vấn đề bán cây là ở trên vườn này là em sẽ là người đứng ra bảo hành cho mọi người chuẩn giống chuẩn cây. Mọi người không phải nghĩ, mọi người làm việc trực tiếp với em. Đó. Và cái lô này em bán là 30 kg lúa non nhé cả nhà. 30 kg ạ, 30 kg lúa non ở lô HO này nhá. Ai mà muốn đặt kỳ lúa non HO thì mọi người liên hệ qua cho em nhé. Giá là 16 triệu một kỳ, kỳ đã kích đã lên rồi. Thì thời gian sẽ giao sớm nhất cho cả nhà. Tóm lại là khi nào kỳ cắt được thì em sẽ giao cho cả nhà lúc đấy. Và kỳ thì em đã kích lên như thế kia rồi, cả nhà biết rồi. Đó, rồi thì cũng tiện qua đây thì cũng em cũng chia sẻ luôn cả nhà. Ở đây em có một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết, tổng là 35 sen. Tổng là 35 sen. Có 5 mầm gốc. Có 5 mầm gốc và có 50 kỳ ở trên thân. Đã nứt rồi. Đây, đã lên kỳ rồi. Đó, đã nứt lên thành kỳ như thế này rồi nha cả nhà. 35 sen và có 5 kỳ trên thân, 5 mầm gốc. Hai cái thân nối này là em chưa kích nhá, chưa kích kỳ. Đó. Còn một mắt ở đây nữa, chưa kỳ nữa. Chưa lên. Đấy, là có 5 cái kỳ và 35, tổng là 35 sen, 5 mầm gốc và 5 mấy kỳ. Để cái chậu này thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà, bán cho cả nhà. Thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại cho em, giúp em nhé. Và trước lúc đấy thì rất là nhiều người hỏi em hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân thì đây, hồng mỹ nhân em có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Còn 8 chậu hồng mỹ nhân, giá là 80 triệu một kỳ nhá. Em báo giá luôn là 80 triệu một kỳ. Kỳ cắt khúc ươm tự nhiên đã lên như thế này rồi, đã có rễ rồi. 100% là kỳ không có hoa nhá. Bao hoa, hoa đổi kỳ khác. Đó, còn 8 cái. Thì cả nhà cũng ai mà mua thì cũng liên hệ qua số điện thoại giúp em nhá. Rồi, và tất cả những cô chú anh chị mà đặt tất cả các cái loại kỳ thì cả nhà cũng cứ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh để em làm kỳ, có kỳ thì em sẽ giao cho cả nhà đúng hẹn. Đây là cây hồng mắt na. Cây này là gọi là cây mắt na thôi chứ hồng hiếc gì. Ngày xưa em mua giá nó bằng HO rất là đắt. Bên cạnh là đang là kèn Lai Châu đang nở. Kèn Lai Châu đang nở. Đây là Á Hậu, hồng Á Hậu. Thì cái chậu hồng Á Hậu này, cây mẹ của nó đã có hoa. Và hiện tại là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây kỳ. Thì 8 cây kỳ này thì em sẽ cân đối chia sẻ lúa non 80 kg hồng Á Hậu này cho cả nhà. Thì em sẽ chắc là sẽ chỉ chia 5 cái thôi. Còn để cho chắc chắn và an toàn thì em sẽ chỉ bán 5 cái thôi. Đây, Á Hậu đây. Hồng Á Hậu. Cây hồng Á Hậu này là lấy cái nguồn của chú Nguyễn Tân Sơn. Cây này với cái cây kia là hai cây cùng một mẹ ra và đã có hoa rồi. Cây này cũng của chú Nguyễn Tân Sơn. Đó. Thì tất cả nguồn cây thì mọi người tuyệt đối là yên tâm, không phải suy nghĩ bất cứ về điều gì cả. Đó. Rồi còn mọi cái chế độ chăm sóc thì còn một cái chế độ chăm sóc để làm kỳ. Mà làm kỳ nhanh ra dễ thì trong thời gian rất là ngắn, 1-2 ngày tới em sẽ chia sẻ cho cả nhà. Đây cả nhà thấy không? Đó, đã làm và đã thành công nhá. Kỳ ra dễ rất là đẹp. Đây là những cái kỳ nằm cánh trắng Phú Thọ. Đó. Nằm cánh trắng Phú Thọ. Ra dễ rất là đẹp rồi cả nhà. Thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà sớm để cho cả nhà nuôi và đạt hiệu quả kinh tế. Đó, thì mọi cái vấn đề cả nhà cứ yên tâm. Thị trường lan thì nó còn dài và rộng lắm. Nói chung là mọi thứ nó vẫn ok. Cả nhà cứ ai mà chơi rồi và làm rồi thì sẽ hiểu thôi ạ. Còn những cái vấn đề về cái việc khác thì em cũng không nhắc đến, không cần phải nhắc đến làm gì. Mọi người đã làm rồi, đã thành công thì mọi người sẽ hiểu. Rồi, thì còn cái video của em thì thôi, em xin phép kết thúc ở đây. Chúc cả nhà sưu tầm được giống chuẩn, chăm cây tốt, làm kỳ đạt và chuẩn cây chuẩn hoa. Đó, thì ở đợt tới của nhà em HO cũng có nở nhá. Vài cây có hoa. Đó, cho cả nhà yên tâm. Thế còn cô chú anh chị nào mà đặt lúa non của em thì mọi người cũng thông cảm. Đó là em thì nó khá là bận rộn nên là trong cái lĩnh vực để trả lời mọi người là cây lên đến đâu rồi thì mọi người chắc là phải thông cảm cho em sẽ rất là khó có thời gian để trả lời. Còn em cũng rất là nhiều người cũng đã biết em rồi.
Đó là khi mọi người đặt lúa non ấy thì cứ có key để trả được ai là em sẽ gọi cho người đó. Lần lượt tới ai thì người đó sẽ được lấy. Đó nên mọi người cứ yên tâm tuyệt đối nha, cứ bình tĩnh. Em sẽ trả đủ cho cả nhà. Rồi, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Tháng mới nhiều kiếm được nhiều xiềng nhá. Chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video sau.